Ngon quá là ngon. Đến trưa rồi, đói quá, 11 rưỡi rồi các bạn ạ. Đói lắm rồi. Mình thích ăn cái con cá này lắm. Cá rô phi chiên giòn, chấm nước mắm tỏi ớt. Quá ngon nhỉ? Ngon. Ngon, hôm nay quá ngon còn gì nữa mà. Ồ, một con phà kiếm trong mưa thích quá. Đây nữa các bạn này. Hoa hồng đẹp chưa? Sấm và mầm ra các bạn ạ. Cây cối no nước rồi, đã luôn các bạn ơi, cây cối no nước rồi. Trời ơi, thích quá. Bà xã Hữu Châu xin chào các bạn. Xin mời các bạn lại đến với gian bếp nhỏ bé nhà mình. Xem trưa hôm nay nhà mình sẽ ăn những món gì các bạn nhé. Và bếp cùng bà xã Hữu Châu, cuộc sống hàng ngày của gia đình mình. Xin mời các bạn. Một rổ rau nhà mình hôm nay là rau gồm có đỗ hái trong vườn này, rau muống này, đậu bắp này. Đấy là những cái thứ mà hôm nay mình sẽ cho lên luộc các bạn ạ. Rồi còn bên đây là các bạn biết gì đây không? Wow, một bát, một tô cá luôn. Cả cá rô phi nhỏ và cá rô phi lớn. Cả cá miếng và cá rô phi. Bây giờ mình cho muối vào chảo rồi để mình chiên cá các bạn ạ. Thế là hôm nay nhà mình có món rau luộc và cá chiên. Bây giờ mình cho muối vào đây, nó khô chảo rồi các bạn ạ. Mình cho dầu ăn vào để mình chiên cá thôi. Nó chưa rời ra đâu. Cho hết vào đây, tí nó mới rời được ra các bạn ạ. Đấy, cá rô phi. Còn đây là cá lát các bạn ạ. Này, cá lát này mình cũng chiên luôn. Đó. Một chảo luôn. Đây là một chảo cá các bạn này. Nước rau sôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho trái đậu bắp, nó to thì cho vào trước các bạn ạ. Cứ luộc rau lung tung beng. Gọi là lung tung này này thì ăn nó sẽ ngon các bạn, vì nó có rất nhiều các loại rau đỗ trong này. Đấy. Đúng là làm rau vườn nhà thì mới nấu như thế này, chứ đi mua thì ai nấu này các bạn nhỉ. Mình thích là ăn cả đỗ, cả rau, cả đậu bắp thì có nhiều sự lựa chọn để mình ăn hơn các bạn. Mình mới cho vào luộc chung này đấy. Mà nói chung thì rau luộc thì vẫn là dễ ăn nhất. Hôm nay nóng lắm. Luộc rau chấm mắm thôi. Còn tại vì cá thì mình đã chiên cá rồi mà các bạn. Cho nên rau mình luộc ăn cho nó mát. Bây giờ mà nấu canh hay xào nữa thì nó lại dầu mỡ nhiều quá ấy các bạn. Cho nên mình luộc, mình lựa chọn đó là món luộc cho nó an toàn các bạn ạ. Đỗ luộc trước thì hiển nhiên đỗ sẽ chín trước các bạn ạ. Và bây giờ là cho đỗ ra đĩa luôn thôi các bạn ạ. Mình sẽ cho đỗ vào đây, vào cái đĩa này. Rồi tiếp tục luộc đến rau muống các bạn nhé. Vớt bằng cái này cho nó nhanh các bạn. Thế là xong đỗ trước. Rồi. Thì mình nấu rất là nhanh các bạn. Thế thôi. Chỉ việc nấu xong, cứ đun xong thế là xong. Một bữa trưa rất là nhanh gọn lẹ.
Thực ra thì bây giờ cũng dễ quá rồi. Ví dụ như cá thì mình đi mua là thường các bà hàng cá người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Thế là về mình chỉ việc rửa lại, sau đó mình cho nên nấu nướng rất là xong. Bây giờ nó tiện lợi hơn, mọi thứ đều tiện lợi. Nấu nướng buổi trưa nó cũng nhanh các bạn ạ. Nên là đến cái tuổi mình nó cứ ở nhà nấu cơm cho con cho cháu ăn thôi. Cháu thì chưa có mà nấu cho con thôi các bạn ạ. Rồi con muốn chín rồi. Thế là bóc tỏi xong thì con cũng chín rồi. Mình bóc tỏi ra thôi. Hai mẹ con một dĩa rau này đủ chưa các bạn? Đúng là ăn toàn rau thôi. Mình vừa chạy ra hái được 3 trái ớt đây các bạn này. Nó chín vừa đủ ăn mỗi ngày thôi các bạn. Không có dư. Cứ ngày 1, 2, 3 trái chứ nó không bao giờ chín nhiều đâu các bạn. Bây giờ là bóc chai nước mắm mới thôi. Làm nước chấm các bạn ạ. Đã tỏi xong rồi. Lại mắm tỏi ớt, đường mắm tỏi ớt các bạn ơi. Cắt một trái ớt vào nữa, thế là xong. Các bạn nhìn này, hấp dẫn chưa? Đây, chén mắm tỏi ớt của mình đây các bạn, hấp dẫn chưa? Và cuối cùng thì bữa cơm trưa nhà mình cũng đã xong với món rau luộc, mắm tỏi ớt và một đĩa cá chiên như này các bạn ạ. Một bữa ăn đơn giản của hai mẹ con mình chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Mời các bạn ăn cơm với mình nhé. Ui, đĩa cá chiên vàng sộm vừa mới chiên xong nóng hôi hổi. Chấm mắm tỏi ớt ngon lắm các bạn ạ. Mời các bạn đến với bữa ăn không đồng của bà xã Hưu Châu. Cuộc sống hàng ngày của mình bắt đầu. Ngon quá là ngon. Đến trưa rồi, đói quá, 11 rưỡi rồi các bạn ạ. Đói lắm rồi. Mời các bạn ăn cơm thôi. Cái miếng cá này. Trời ơi, cá rán hôm nay mẹ rán giòn luôn con. Ngon lắm. Đó. Cá rô phi chiên giòn các bạn ạ. Mình thích ăn cái con cá này lắm. Cá rô phi chiên giòn chấm nước mắm tỏi ớt. Tắt tivi đi con. Cái ấm nước nó còn sôi nó ồ ồ ra nữa. Giòn tan. Ngon quá. Lâu lâu ăn bữa cá chiên ngon quá. Trời ngon. Quá ngon nhỉ? Ngon. Ngon hôm nay quá ngon còn gì nữa mỡ. Đỗ này. Đỗ của nhà. Ngon lắm. Ngọt. Ăn nó mát. Cái cá này nó đang giòn giòn, có dầu, có mỡ, ăn cái này vào nó mát, ơi là nó mát, ù chả đã luôn. Ăn hít hà với có cay cay của ớt đấy các bạn. Đấy, cá rán đây, mời các bạn. Cá rô phi chiên giòn, cá rô phi chiên giòn chứ không phải là cái miếng cá to to đâu các bạn ạ.
Trời ơi. Người ta nói là cắn ngập chân răng, đúng là ngập chân răng, ngon. Ngon không tưởng tượng nổi luôn á. Cá này đúng ăn với cơm là tuyệt vời. Ngon quá.